Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và lại đàn kia anh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với khóa học trường học lập trình Stride bài trong không. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài 4. Và trong bài 4 này chúng ta sẽ học về lý thuyết, nhưng mà nó chỉ là thực hành. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe. Và nếu có thắc mắc gì sau khi xem video này đấy thì các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần comment để mà mình trả lời giúp cho các bạn nha. Giờ bắt đầu nè. Thì các bạn thấy ở đây không? Hôm nay chúng ta sẽ học vừa tổng quan về các khối lượng. Vậy bắt đầu nè. Thì trong khối lượng ấy chúng ta nó để chia thành từng nhóm lượng, nhưng mà nó sẽ có những từng loại. Để đây, loại đầu tiên đó chính là loại nhóm lệnh sự kiện, còn được gọi là loại nhóm lệnh loại khối lệnh event. Để đây, giống như cái này à, thì khối lệnh này thì nó sẽ có một cái đặc điểm ấy là các bạn thấy cái ngoại hình nó là ở trên đầu cho nó sẽ là hình tròn, không có cái cục này, nó không có cái gì nó rắp được, giống như Lego ấy. Mình có thể lắp vô được, nhưng mà do để hình tròn nên mình không thể gấp được. Và ở dưới thì nó sẽ có một cái chỗ là mình có thể gấp được rồi, thấy không? Thì cái đấy rồi, nó là giống như là cái loại khối lượng mà mũ ấy, nó có cái mũ ở trên ấy, cho dễ hiểu. Thì khi mà cái lượng này ấy, loại lượng này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thực thi một cái dòng kịch bản hay là một cái dòng lệnh nào đó mà các bạn muốn thực thi cho cái đối tượng của mình như con mèo này. Đây là có nghĩa là khi nhấn vào lá cờ màu xanh. Đây. Đây. Khi bấm vào lá cờ màu xanh, nhấn bấm đây là nó sẽ chạy. Đấy. Rồi đấy, chúng ta cho nó di chuyển một bước, nhấn không? Đấy. Nó chỉ thực thi một cái lệnh, các bạn thấy không? Đấy, nó thực thi một cái lệnh rồi đấy, thấy không? Đấy, đó là cái, đó sẽ là cái loại khối lệnh hash block đấy. Bây giờ tới cái loại khối lệnh tiếp theo đó chính là loại khối lệnh thực thi. Loại khối lệnh thực thi có một cái đặc điểm chung là nó sẽ có một cái ngoại hình, nó cũng giống với cái đây à, nhưng cái điều nó sẽ khác với cái điểm ở trên, cái đầu ở trên. Đầu ở trên nó không có giống tròn giống như kim hát block này, mà nó chỉ có một cái phần trống, phần thiếu của cái đầu trên, nó bị méo vô trong mà đỡ mà chúng ta có thể gấp lại mấy cái khối lượng thực thi khác vô đấy, thấy không? Chúng ta gấp lại đấy. Thì khối lượng thực thi nó giúp chúng ta thực thi một cái lệnh nào đó, nó có một cái đặc điểm nó khác với cái hash block ấy, là nó chỉ thực thi cái lệnh khác. Còn cái hash block ấy thì nó chịu chạy một dòng lệnh luôn, nó chạy thực thi một dòng lệnh như một cái sự kiện luôn, giống như sự kiện đi bơi, sự kiện corona. Còn đây là thực thi một lệnh duy nhất, không muốn nói gì chuyện mình nhấn vào thực thi một lần duy nhất. Còn mình không muốn nhấn, mình nhấn vô đây ấy thì mình dùng khối lệnh hash block để cho ra một sự kiện như vậy đấy, các bạn hiểu chưa? Giờ có rất nhiều loại giống này đây, giống như mấy loại đây à, những cái nhóm lệnh khác nó đều cũng có mấy cái loại đây đầu tờ đây đấy, nó gắn vô được ấy. Thôi chúng ta chạy đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ đến nhóm khối lệnh, loại khối lệnh tiếp theo, đó chính là loại khối lệnh logic. Đây, đây khối lệnh đây giống như khối lệnh logic, thì nghĩ tên thì các bạn biết rồi ấy, loại khối lệnh logic này ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta chạy ra một cái này, nó sẽ ra hai đáp án duy nhất thôi, thì nó sẽ là đúng hay sai, đúng hoặc là sai, đấy, false. Còn nếu mà nó đúng ấy thì nó sẽ đọc là true. Mình đang nhấn phím trắng à, nhấn vào space á, nó true, mình chạy phím trắng, nhấn vào
Nó là false. Đây như vậy, đen chèm với con trò chuột. Nó có đen chèm với cảnh. Nó không được. Do mình đang chèm đối tượng, cho đối tượng chèm vô cảnh à. Đấy true, thấy chưa? Đấy. Nó chỉ ra đúng với false hay true. Còn cái nghĩa đúng hay sai. Nên nó chỉ được gọi là nhóm khối, loại khối lợn, loại khối lợn logic. Hạt hạt còn được gọi là loại khối lợn boolean ấy. Đấy. Và tới loại, và có nhiều loại này á. Nếu như phím trắng được bấm, chuột được nhấn. Chuột được nhấn à. Hạt là tọa độ x ho cái đó không phải. Hạt là ký gì đây. Số 5 lớn hơn 50 không phải. 100 lớn hơn 50 đúng. Rồi, nhiều loại á. Giờ chúng ta sẽ tính loại tiếp theo. Đó chính là loại khối lợn liên bọt thơ. Nó khai báo là khối lợn kiểu phép tính ấy. Còn được gọi là khối lợn là khối lợn liên bọt thơ. Thì nó chỉ có mấy cái cạnh này à. Thấy không? Nó chỉ có một cái vòng tròn ở giữa đây. Cạnh tròn nó kiểu nó giống như vòng tròn ấy. Ở hai bên này nó sẽ cong và nó sẽ có hai cái đây. Nó giống con tròn, nó bị vèo lại. Thì cái này ấy, khi nó ra chạy nó sẽ ra cái đáp án khai biến gì đó. Nó giống như là tính toán, sáu ký tự giống kết hợp táo với chuối là thành táo chuối. Chia lấy dư 10, chia lấy dư 2 là 0. Nên nó ra đáp án từ kia đó. Cái đó là nó thường sử dụng để mới khai báo lên một cái giá trị nào đó như vậy. Rồi nó có thể được gắn vô trong cái, nó có thể được gắn vô cái phần logic à. Các bạn thấy nó cho à? Đây gắn vô được à? Đấy thì thấy chưa, ok đúng không? 5 chia 2 bằng 2 chia 5 sai. Và 5 chia 2 bằng 10 chia 4 để true đúng dễ. Và mình đấy, và mình cũng muốn nói các bạn là cái loại đây ấy, là khối lợn mà boolean đấy, nó cũng có đặc điểm, nó có sáu cạnh gì để cho nó dễ hiểu. Nó chỉ còn gắn nó vô trong cái phần ô trống này mà nó có sáu cạnh đấy, đấy trong phần miếu đây. Thì đây chỉ là khối lợn, chúng ta sẽ học tiếp theo. Và đây là khối lợn tiếp theo chúng ta là học, chính là loại khối lợn, loại khối lợn if, loại khối lợn control. Đây nó đại vậy. Thì loại khối lợn này ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta một cái việc ấy. Biết là gì không? Là nó sẽ thực thi một cái lợn, một cái điều kiện nào đó. Nếu điều kiện nó đúng hay sai, nó giống như true hay false ấy, thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến cái loại khối lợn boolean. Đây boolean đây. Đấy, nhưng là nó chạy được không thì nó thực thi cái, nếu nó chạy được không thì nó, nếu mà điều kiện nó được ấy thì nó sẽ thực thi cái khối lợn bên trong cái loại khối lợn control này. Và đặc điểm của nó, hạt là nó cũng có một loại đó, nó chia thành hai phân nữa. Nó cũng có phân loại đây, nhưng hai đây giống nhau không? Nó có một loại nhân, cái loại đây, lợn đây khác nhau. Nó lặp lại 10 lần. Nó có chạy cái điều kiện, nó có không phải có điều kiện. Nó lặp lại, nó thực thi như là một cái vòng lặp tròn ấy. Nó thực thi mãi. Hay là nó thực thi cái lợn nó nhiều lần. Cái lợn mà trong cái loại khối lợn cần cho này. Đấy. Và nó có đặc điểm, thì nếu mà cho nó dễ hiểu dễ nhớ ấy, thì nó sẽ có đặc điểm. Nó sẽ có một hình dạng giống như chữ sơn nha. Rồi chúng ta sẽ đến loại khối lợn tiếp theo. Đây thì loại khối lợn tiếp theo đó chính là loại khối lợn cuối cùng luôn, chính là loại khối lợn này. Xóa bàn xe và dừng lại tất cả.
Hình như là trong trong loại nhóm này thì nó chỉ có hai cái loại này thôi, nó chỉ có hai cái loại khối lợn này duy nhất thôi. Đấy, có hai cái loại lợn này à, nhưng mà nó thuộc một loại loại khối lợn này được gọi là loại khối lợn kép block, kép block. Đấy, khối lợn này nó đều có một cái đặc điểm chung, các bạn nhìn ở dưới nó không có cái, nó là vuông luôn, nó không có thừa hay thiếu một cái mảnh nào, không có cái mảnh này mà nó thừa, nó bị đẻ ngoài, nó úp thì nó bị méo vô trong giống như vậy. Nhưng mà ở trên thì nó lại cái phần đầu trên nó lại bị méo vô trong, thì chắc là dưới ấy, chúng ta chỉ không được gánh được đâu, nhưng ở trên chúng ta gánh được. Thì cái lò này nó hai cái lò duy nhất này mình sẽ nó tạo thành một loài được, thì nó lại có một cái nhiệm vụ, một cái đặc điểm duy nhất. Hai cái lò này có đặc điểm là dừng lại toàn bộ nhiệm vụ của một toàn bộ nhiệm vụ của một cái dòng lợn luôn, nó đang gắn liền với nhau. Vì vậy chúng ta chạy tự nhiên, nó đang chạy tự nhiên có cái lợn này nó dừng lại hết luôn. Chúng ta nó có thể dừng lại một nhiệm vụ của một đối tượng, hay là có thể dừng lại các kịch bản khác của nhân vật, giữa các khối lợn khác nó không có liên quan, trừ trừ cái dòng lợn mà nó đang tránh ngắn cùng liên quan đến cái khối lợn đang chạy, khối lợn này hàng này nó có thể dừng lại tất cả các nhiệm tất cả toàn bộ dự án luôn, nó dừng lại hết tất cả, không có chạy nữa. Như vậy đấy, mình làm minh họa nha. Chúng ta biết cái hát block thôi à, thôi cho nó di chuyển 10 bước đi, chúng ta tập lại. Nhưng mà nếu cái này chúng ta học rồi đúng không, chẹp chẹp con trò chùa dừng lại tất cả đấy. Đợi ở chết cũng nghe vì sao ở đợi mình nha. Rồi nếu đây chèo lên con trò chuột thì nó sẽ kết thúc rồi, tại âm 180 à. Đấy, nó chèo là nó dừng lại ở đây, thấy không, nó dừng lại tất cả, dừng lại to bộ chương trình luôn, nó không có chạy nữa. Nếu như vậy rồi, giờ hôm nay chúng ta đã học vậy, giờ chúng ta đã hết không còn mấy loại khối lượng khác rồi, thì video hôm nay cũng kết thúc rồi. Thì mong buổi học này các bạn hiểu được những thứ hay của cái này, đó chính là 6 loại loại hack block. Đây là thực khối lượng thực thi rồi, boolean, boolean block, boolean đây, boolean block rồi, đây reporter block rồi, và control block, và cuối cùng đó chính là cap block. Đây đấy, chúng ta đã học được 6 cái loại này, và mong các bạn sẽ hiểu được 6 cái loại này nó phân biệt vô cái loại khối lượng gì, cho nên vừa hiểu biết cái đặc điểm của nó nha. Bây giờ xin chào các bạn và bye bye, mình sẽ làm thêm bài 5 nha. Thì xin chào các bạn và bye bye nha, nhớ like và subscribe nha, bye.